Xin kính chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với video của mình. Thì như các bạn đã biết, ung thư là một căn bệnh rất là nan y và rất là nguy hiểm. Không ai muốn mắc phải nó. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều các cái thực phẩm giàu chất chống ung thư mà các bạn có thể chưa biết. Thì ở video này mình xin chia sẻ với các bạn một số thực phẩm có thể ngăn ngừa ung thư hay là chống ung thư, rất là có tác dụng trong việc chống và điều trị ung thư. Các bạn cùng chú ý đón xem nhé. Thứ nhất đó là các loại đậu. Đậu là loại thực phẩm vô địch về hàm lượng chất xơ. Các nghiên cứu cho thấy rằng ăn chất xơ thường xuyên có tác dụng bảo vệ chống lại ung thư, đại trực tràng và giảm tới 40% nguy cơ. Ngoài ra, khả năng phòng ngừa bệnh, đậu còn có khả năng chống lại các tế bào ung thư đã tiến triển. Một nghiên cứu trên chuột đã xác nhận rằng việc tiêu thụ thường xuyên đậu đen và đậu trắng đã giảm đến 75% sự phát triển của tế bào ung thư. Tiếp theo là đến cây họ hành tỏi. Cây họ hành tỏi bao gồm hành, tỏi, tỏi tây, hẹ, hành lá, v.v. là những thực phẩm chống ung thư hiệu quả. Tiêu thụ thường xuyên cây họ hành tỏi có thể giảm nguy cơ ung thư dạ dày và ung thư tiền liệt nhờ tác dụng của chống khối u mạnh mẽ. Allicin là một thành phần chính của tỏi tươi nghiền nát, có tác dụng ức chế và sự phát triển của tế bào ung thư vú, nội mạc tử cung và ruột kết. Hành tây có hàm lượng quercetin cao, một chất chống oxy hóa cực mạnh, một farotin có khả năng chống khối u và chống viêm. Có một số cái mẹo mà dùng tỏi mà các bạn cần phải lưu ý để tăng tối đa cái khả năng phòng chống ung thư của nó, đó là trước khi các bạn sử dụng tỏi để nấu nướng một cái món ăn nào đó thì các bạn hãy đập dập tỏi trước khi nấu nướng khoảng từ 10 đến 15 phút cho tỏi tiếp xúc với không khí. Thì tỏi tiếp xúc với không khí nó mới sinh ra cái chất để chống ung thư. Chứ các bạn vừa đập ra, các bạn cho vào nồi nấu ngay thì như thế nó sẽ không được tốt lắm. Tiếp theo là quả mọng. Quả mọng chứa đầy chất oxy hóa cực mạnh, axit ellagic, có tác dụng chống ung thư mạnh mẽ, nồng độ ethanol cao, anthocyanin cao. Quả mọng cũng có đặc tính ngăn ngừa ung thư đại trực tràng. Ăn quả mọng thường xuyên làm giảm sự tăng sinh của tế bào ác tính, bảo vệ ADN khỏi bị hư hại và mang đến lợi ích chống viêm. Tiếp theo là cà chua. Cà chua có chứa lycopene, nổi tiếng với đặc tính chống ung thư. Nhiều nghiên cứu đã xác nhận rằng lycopene trong cà chua làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, phổi và dạ dày. Vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn một số các thực phẩm rất là hay trong cái việc là phòng ngừa và điều trị ung thư. Các bạn hãy nhớ áp dụng những cái thực phẩm này trong bữa ăn hàng ngày cho gia đình mình nhé. Các bạn thấy video này hay, hữu ích, hãy chia sẻ cho bạn bè được biết. Và đừng quên tặng mình một like và đăng ký. Nhớ bấm chuông để nhận được những video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.